Vâng, chào anh em nha. Thì sớm giờ mình mới xì ba em nó xong, cho nên là Chevrolet Spark 5 chỗ 2.9, xe còn khá đẹp nha anh em. Xe này là chưa có rửa nha, mình mới dọn cái đỉnh rồi thôi, mới thay vỏ thay lớp. Đó, dọn sơ sơ thôi nha. Con này rất là đẹp, mình bán giá 95 triệu. Đó, anh em nào mến alo ha, 0397026935 xem xe Bến Tre nha anh em. Có nhận trao đổi xe, giao lưu xe luôn ha. Đó, sơ sơ nè, hất màn hình nè, cam lười, ghế da lợp đó, mấy mình rửa lên mới lắm, tại mình chưa rửa thôi. Góc cửa từ xa luôn nha anh em. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi anh em nào mến thì cho thành cái follow kênh nha. Cảm ơn anh em rất nhiều để anh em